Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là video Q&A. Và cũng lâu lắm rồi thì mình mới lại làm lại chương mục này từ khi có Ánh Sáng là khách mời. Và nếu như các bạn chưa xem video của Ánh Sáng thì đừng quên là các bạn để xem cái đường link ở phía trên này. Và mình đã tổng hợp vào cái MacBook của mình những cái câu hỏi mà rất nhiều bạn đã hỏi mình trong thời gian qua. Tất nhiên là mình chưa thể nào trả lời hết được tất cả những cái câu hỏi đó, nhưng mà mình sẽ trả lời dần dần cho các bạn. Và chúng ta cùng nhau vào video này nhá. Đầu tiên thì chúng ta đến với câu hỏi của bạn Linh Nguyễn. Bạn ấy có hỏi mình là cho em hỏi chai Gucci Bloom và chai Jean Paul Gaultier Soul Scandal thì như thế nào. Thì không biết là bạn hỏi mùi hương hay là bạn hỏi phong cách cũng như là cách ăn mặc. Thì đây vì một câu hỏi khá là chung chung nên là mình sẽ trả lời cho các bạn tất cả về những cái góc độ. Thì cả hai chai nước hoa này mình đã đều có video review một cách rất là kỹ về cái phong cách cũng như là cái độ tuổi rồi. Thì mình sẽ tóm tắt ở đây đó là về cái mùi của nước hoa Gucci Bloom ấy, thì nó là một cái mùi hoa trắng rất là nhẹ nhàng, rất là trong trẻo và hợp với những cái bạn nữ theo phong cách kín cổng cao tường. Và mùi hương đó thì nó có một cái độ lưu hương cũng như tỏa hương ở mức độ trung bình tầm 6 đến 8 tiếng. Còn mùi hương của Jean Paul Gaultier Soul Scandal là một cái mùi hương có cái hơi hướng là ngọt. Nếu như mà mình không nhầm thì mình nói là nó khá là ngọt. Và mùi hương đó thì phù hợp với những bạn nữ theo cái phong cách kiểu ăn mặc kiểu sexy, quyến rũ, kiểu hay mặc những cái chiếc váy kiểu hai dây rồi hở nọ hở kia, khoét nọ khoét kia để gọi là gây được ấn tượng mạnh với các anh em và các bạn khác giới. Thì đó là hai mùi hương của Gucci Bloom cũng như là Scandal của nhà Jean Paul Gaultier. Thì tùy vào cái việc là em theo phong cách nào thì em có thể lựa chọn mùi hương nó phù hợp. Câu hỏi tiếp theo của bạn Khoa Nguyễn. Bạn có hỏi mình là anh có thể tư vấn cho em một số chai có mùi fresh mà anh cảm thấy là nó thư giãn và dễ chịu như giò đen được không ạ? Thì ban đầu mình đọc cái câu hỏi này thì mình thấy rằng là một tông mùi kiểu fresh thì rất là nhiều. Mà tự nhiên khi mà bạn bảo là nó giống mùi giò đen thì mình cũng đang có một câu thắc mắc là thế là với mùi của giò đen ấy thì anh cảm thấy rằng là nó không fresh lắm đâu, mà nó có cái xu hướng là với anh những cái tông mùi kiểu fresh ấy thì nó sẽ là sử dụng vào những cái thời điểm như là mùa hè là chính, nhưng mà giò đen thì cá nhân anh thấy rằng là nó không phù hợp để sử dụng vào mùa hè ở Việt Nam. Nên là với vài cái mùi mà anh cảm nhận nó là mùi kiểu fresh ấy thì anh có một con đó là con vetiver của nhà Zara, thì nó có trong top những cái mùi hương mà anh mới recommend vào mùa hè cho các bạn nam ở dưới phân khúc 100 đô này. Rồi có chai lớt này, celebrate này, thì đó cũng là một cái mùi hương của mình mà anh cũng đã nói qua rồi. Thì đó là mùi hoa trắng khá là dễ chịu mà sử dụng rất là ok. Rồi replica under the lemon tree này, đó là một cái mùi hương cũng khá là dễ chịu này, và có những cái tông mùi kiểu sai chật ấy thì em sẽ dễ dàng lựa chọn và nó mang đến một cảm giác rất là dễ chịu. Còn nếu như mà em thích giò đen ấy thì em có thể sử dụng qua Light Blue Intense của Nam. Anh thấy là nó nốt hương nó cũng xem nhau, và em thích cái kiểu gió đen thì em nên thử qua Light Blue. Ta cùng nhau đến với câu hỏi số 3 của bạn Ngô Duy Tín. Bạn có hỏi rằng là anh so sánh hai chai tầm dưới 1 triệu là PD Elite 360 Red và chai Jimmy Choo Iron Man đi. Thì thứ nhất anh phải nói vấn đề này, đó là chai Jimmy Choo Iron Man thì theo như anh biết thì tầm giá nó tầm hơn 1 triệu đấy. Chắc là nó cũng không phải dưới 1 triệu, tùy deal, tùy từng thời điểm thôi. Và chai 360 Red thì nó lại hai chai nó ở tầm giá khá là chênh lệch nhau. Gần như là chai Jimmy Choo Iron Man ấy thì anh thấy rằng là nó gấp đôi giá của 360 Red. Nên là về giá thì anh cân nhắc cái vấn đề đấy cho em. Còn về cái phần mùi hương thì mùi của 360 Red này nó là một phiên bản nâng cấp của giò trắng, được thêm một nốt tiêu và nó có thể cải thiện về độ bám tỏa hơn. Còn mùi của Jimmy Choo Iron Man thì anh cũng đã có một cái review rất là rõ rồi, thì em có thể xem qua cái video đó, anh sẽ để link ở phía trên này cho em. Thì với cá nhân anh và anh đánh giá về mùi thì nịnh mũi thì chắc chắn là 360 Red nó là một cái mùi làm giống giò nên nó sẽ nịnh mũi số đông rất là nhiều, tại vì chai giò là chai mà đã khẳng định được cái vị thế của nó trên cái thị trường nước hoa rồi. Còn Jimmy Choo Iron Man thì nó vẫn là một cái chai nước hoa mà anh thấy rằng là không phải là tất cả mọi người đều biết, nhưng mà về chiều sâu, về cái độ hay của mùi thì anh vẫn đánh giá cao Jimmy Choo Iron Man hơn. Để cái MacBook đấy khó nhìn quá. Và chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi của bạn Hoàng Thế Việt. Thì bạn có hỏi rằng là em muốn hỏi là nước hoa chiết thì
khi mà mình chiết ra có bị bay mùi hay không, và nếu có thì việc thì mùi hương sẽ giữ được khoảng bao nhiêu lâu. Thì anh sẽ nói cho em là anh đã có một cái video phân tích rất rõ về những cái mặt tốt và những cái mặt không tốt của nước hoa chiết, thì đa số đều là mặt tốt thôi. Và cái việc mà em chiết nước hoa ra từ chai gốc, từ chai to ra những cái chai chiết ấy, thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến cái mùi hương cũng như là về cái độ bám tỏa. Nhưng mà thực sự rằng là em sẽ không cảm nhận thấy nó một cách rõ rệt đâu. Tại vì phải có những cái chai nước hoa mà những cái chai chiết em để đủ tầm 1 năm đến 2 năm thì em mới thấy rằng là nó sẽ có bị ảnh hưởng gọi là nhiều hơn so với những cái chai nước hoa mà để trong những cái chai của hãng như thế này. Nên là những cái chai chiết tầm 10ml, 20ml ấy, thì khi mà mình đã chiết ra rồi thì mình mang đi sử dụng thì cái thời gian để nó hao mòn, để nó ảnh hưởng so với thời gian em sử dụng thì chắc chắn là em sẽ không cảm nhận được điều rõ nếu như em sử dụng một chai đấy thường xuyên. Còn nếu như em chiết ra để em thi thoảng 1-2 lần em mới xịt thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng. Và nó sẽ có ảnh hưởng về những cái mặt như là biến đổi về mùi hương này, rồi cũng như là biến đổi về cái màu sắc, cũng như là về cái độ bám tỏa. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái cách em bảo quản nữa. Và câu hỏi cuối cùng của bạn Tú Nguyễn, bạn có hỏi rằng là anh ơi, anh tư vấn cho em giữa chai Nautica Voyage và chai Super Mercy Silver, em muốn chọn mùi hương theo kiểu lịch lãm, nghiêm túc, và cho em hỏi thêm là Club Dono Intense và Super Mercy Silver thì cái nào mùi sẽ nhiều khói hơn. Ok, thì anh sẽ trả lời từng vế cho em nhé. Về cái giữa Nautica Voyage và chai Super Mercy Silver ấy, thì chai nào theo phong cách lịch lãm và nghiêm túc hơn, thì với anh Nautica Voyage là một cái chai nước hoa mà sử dụng khá là ok, nó là ngon ở trong tầm giá, nhưng nó không có một cái phong cách nhất định. Có nghĩa là em chỉ cần một cái mùi hương vừa phải, một cái mùi hương sạch sẽ để xịt thì nó ok. Còn nếu như xếp về độ lịch lãm cũng như nghiêm túc thì anh sẽ vote chai Super Mercy Silver hơn. Và cái bế thứ hai đó là em hỏi là giữa chai Club Dono Intense và chai Super Mercy Silver thì cái nào nhiều khói hơn, thì với anh chai Club Dono Intense là một cái lựa chọn tốt hơn. Nếu như em thích cái nốt, cái cảm giác kiểu khói khói, kiểu cấn thì Club Dono Intense nó là lựa chọn tốt hơn. Tại vì Super Mercy Silver thì nó giống ấy, nhưng mà nó mượt, anh cảm thấy nó mượt mà hơn và nó dễ chịu hơn. Còn cái mùi của Club Dono Intense thì anh cảm giác là nó có một cái nét gì đó kiểu nhiều khói và nó cũng hơi kiểu synthetic, nhưng mà nó có cái độ nam tính hơn so với Super Mercy Silver. Đó, thế là đấy là cái ý kiến của anh, em có thể tham khảo. Và vừa rồi mình đã trả lời nhanh những cái câu hỏi mà các bạn đã đặt ra. Tất nhiên là còn rất nhiều những cái câu hỏi khác mà mình chưa thể nào tổng kết được hết, tại vì các bạn hỏi trong rất nhiều những cái video khác nhau nên là mình cũng chưa có thời gian để lộ hết lại. Thì nếu như bạn nào có những câu hỏi khác thì các bạn hãy cứ comment ở trong cái video Q&A nhá, thì mình sẽ dễ dàng tổng kết hơn. Và nếu như các bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông thông báo ở phía bên cạnh có thể nhận được những cái video mới nhất của mình. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.